Xin kính chào quý vị nhà đầu tư. Trải qua gần 4 năm xây dựng và phát triển cộng đồng tích sản cổ phiếu đầu tư giá trị tại Việt Nam, JZFIN cũng rất vui mừng bởi vì đạt được rất nhiều những cái thành công trong cái việc đầu tư. Và cái thành công lớn nhất ở đây đó chính là mang lại một cái phương pháp, một cái chiến lược đầu tư đơn giản, hiệu quả, an nhàn nhằm giúp cho các nhà đầu tư có thể xây dựng một nguồn thu nhập cao, bền vững, thụ động, mang lại dòng tiền để đạt được các cái mục tiêu tài chính trong tương lai của họ. Và thực tế đã chứng minh về cơ bản hiệu quả của các nhà đầu tư trong cộng đồng tích sản cao hơn rất nhiều so với trung bình của thị trường chứng khoán Việt Nam. Minh chứng rất rõ bằng việc từ đầu năm đến nay 2024, trong vòng chưa đến 8 tháng đã có khoảng 20 mã giúp cho nhà đầu tư chốt lời được và bảo vệ thành quả của mình một cách thành công. Thì rất nhiều các nhà đầu tư có chia sẻ là AZFIN nên chia sẻ những khi các cổ phiếu đến giá chốt lời tích sản để cho các nhà đầu tư được nắm rõ, được biết cũng như lan tỏa cái việc tích sản đến với nhiều nhà đầu tư hơn. Thì trong nội dung này tôi muốn trao đổi đến quý vị đó là cái chốt lời tích sản cổ phiếu PLX của công ty Petrolimex, và đây là cổ phiếu thứ 20 được chốt lời trong một năm qua và thời gian chốt lời vào ngày 16 tháng 8 năm 2024 với giá chốt lời là 51.300 đồng. Thì trước tiên đến với PLX một cách cụ thể và rõ ràng thì ở đây chính là một số các anh chị có chia sẻ hàng ngày ở trong cộng đồng tích sản về những cái thành quả mà các anh chị đạt được. Tuy nhiên cái mà chúng tôi quan tâm ở đây chính là cái việc anh chị đã kiên nhẫn, bền bỉ vượt qua mọi sóng gió của thị trường chứng khoán. Ở đây, ví dụ là các nhà đầu tư đã tích sản tính bằng vài năm, đã trải qua cơn khủng hoảng tồi tệ năm 2022 trên thị trường chứng khoán, nhưng họ đã vượt qua một cách thành công nhờ vào cái tính kiên trì và kỷ luật của mình. Và kết quả là khi thị trường chứng khoán tốt, ổn định, họ có được những cái thành quả rất cao, rất xứng đáng. Thì đó chính là thành quả của các nhà đầu tư. Và AZFIN Việt Nam thì sẵn cùng đồng hành cùng các anh chị nhà đầu tư ở trong cộng đồng free, không có phí nào cả các anh chị nhé. Về cơ bản thì ngay cả đầu năm 2024 này các anh chị cũng có thể thấy từ tháng 5 đến tháng 8 thị trường chứng khoán cứ lên 1.300 về dưới 1.200, lên 1.300 về dưới 1.200 như thế 3 lần liền, và mỗi lần kèm với đó đó chính là những thông tin khủng hoảng kinh tế thế giới sập đến nơi, tỷ giá rồi tất cả những thứ, và AZFIN cho rằng đó chính là những thứ làm nhiều. Tuy nhiên các nhà đầu tư trong tích sản thì họ đã hiểu được cái vấn đề cốt lõi ở đây là về lâu dài đầu tư cuối cùng là chọn các doanh nghiệp. Nếu kinh tế vĩ mô có khó khăn, có rủi ro mà chúng ta chọn được các doanh nghiệp bền vững hàng đầu, định giá rẻ, cổ tức tốt, triển vọng tương lai ổn, thì rõ ràng khó khăn khủng hoảng xảy ra chẳng hạn thì rõ ràng giá cổ phiếu đó sẽ giảm là chắc chắn, có thể lỗ về mặt hình thức, nhưng về mặt lâu dài nó sẽ là những cổ phiếu vượt trội, vượt xa so với thị trường chứng khoán. Thì AZFIN quan niệm rằng không đoán được thị trường ngành chứng khoán ngắn hạn thì chúng tôi không có năng lực đó, cũng như chúng tôi không dò đi dò đáy, cũng không đoán đỉnh, mà chúng tôi tập trung chuyên sâu vào phân tích, định giá, lựa chọn các cổ phiếu theo tiêu chí MMA để phù hợp với tích sản. Và lát nữa tôi sẽ chia sẻ cụ thể. Thì ở đây chính là thành quả của các nhà đầu tư đưa ra các anh chị nhé. Ở trong cộng đồng tích sản hơn 5.000 thành viên thì rất rõ những điều này. Và AZFIN không fake được điều này các anh chị nhé. Và thành quả ở đây là rõ ràng và có các anh chị trong cộng đồng biết rõ. Tiếp theo quay trở lại về cái việc chốt lời cổ phiếu PLX. Thì PLX sau khi đạt giá chốt lời vào năm 2022, đầu năm 2022, thì đến tháng 5 năm 2022 giá của PLX lại trở về có thể tích sản với cái giá tích sản đầu tiên là vào đầu tháng 5 năm 2022 giá khoảng quanh 44-45. Và sau đó thì đến cuối năm 2022 có lúc nó sập về, đây là biểu đồ đã điều chỉnh cổ tức nhận còn có 22 ngày. Nhưng mà tích sản một cách bền bỉ kỷ luật
Thì đến ngày 16 tháng 8 năm 2024 đã đến giá chốt lời tích sản ở giá 51.300 đồng, mang lại lợi nhuận rất cao, vượt trội xa so với index của chúng ta. Thì cụ thể như sau, với cái việc đâu đó khoảng độ 26 tháng 27 tháng tích sản lợi suất lên đến 31%, lợi suất kép tính theo năm là 25%, trong khi đó chỉ số VN Index chỉ tăng có 9,6% kép trong cùng thời gian đó. Như vậy vượt ra VN Index lên đến 18,1%, mang lại hiệu quả cũng tương đối cao cho các nhà đầu tư khi bền bỉ tích sản cổ phiếu VLX. Vậy vì sao AZFIN này kiên trì kỷ luật cùng các nhà đầu tư đưa ra tích sản VLX cho dù có lúc giảm còn có 1,2 so với giá mà khởi điểm của tích sản đợt 2 này? Trước khi vào cái câu chuyện này thì phải nói VLX là một cổ phiếu có được trong cộng đồng tích sản từ 2020 và đến 2022 chốt lời đã mang lại lợi suất cho nhà đầu tư đến cả 100%. Trao đổi cùng anh chị như thế, và đợt này là đợt thứ hai. Và cổ phiếu VLX có những lý do để có thể đưa vào cộng đồng tích sản như sau. Thứ nhất, đó là cổ phiếu này có cái lợi thế cạnh tranh rất mạnh. Lợi thế cạnh tranh rất mạnh trong tiêu chí MMA. Lợi thế cạnh tranh mạnh cụ thể là gì? VLX khẳng định các anh chị là doanh nghiệp độc quyền trong lĩnh vực xăng bán lẻ, xăng dầu ở Việt Nam, với thị phần của họ lên đến hơn 50%. Và cái thị phần này ngày càng được củng cố một cách mạnh mẽ với việc nhà nước đã không ngừng chống buôn lậu xăng dầu, các anh chị nhé. Thì nhờ cái việc chống buôn lậu xăng dầu này thì đã khiến cho các cái đối tượng buôn lậu xăng dầu hết cửa, và từ đó các cái công ty kinh doanh xăng dầu một cách bài bản chuẩn chỉ như PLX, như OIL sẽ được ngày càng hưởng lợi hơn. Và cái lợi thế cạnh tranh còn thể hiện qua đó là vị trí các cây xăng của PLX hiện nay là gần như là tốt nhất, đẹp nhất các vị trí lớn. Và sau này khi người ta liên quan đến gọi là phòng cháy, chữa cháy, phòng tránh cháy nổ thì cái việc mở cây xăng bây giờ rất khó khăn ở các khu đông dân cư. Và lưu ý rằng khi mở được một cây xăng rồi thì cách với đó một cái khoảng là vài km thì sẽ không được phép mở cây xăng thứ hai. Và với việc mở cây xăng thì phải có cho nên quy hoạch do Bộ Công Thương, Sở Công Thương vân vân họ đưa ra, chứ không phải là muốn là có thể mở một cây xăng cạnh cây xăng của PLX bán rất tốt để cạnh tranh đâu. Các anh chị lưu ý là như thế. Bởi vậy cho nên nó gần như có cái giấy phép như vậy là gần như độc quyền ở mỗi điểm bán xăng dầu tốt. Và PLX thì mạnh nhất ngành bởi lẽ nó đi đầu. Thế do đó các cái cây xăng tốt nhất, lớn nhất thì là đều thuộc PLX. Doanh thu trên mỗi một cửa hàng của PLX đâu đó cao gấp hơn 2 lần so với trung bình các chuỗi còn lại và cao gấp gần 2 lần so với đối thủ đứng thứ hai là OIL. Từ đó mang lại những cái lợi thế rất mạnh cho PLX trong việc kinh doanh và phát triển trong lâu dài. Cái yếu tố thứ hai đó là quản trị công ty của PLX thì thực sự đây là một công ty vẫn nhà nước. Thế do đó quản trị công ty thì AZFIN đánh giá ở mức khá. Nếu đối với một công ty cần cái sự tăng trưởng và phát triển một cách đột phá, cần sáng tạo rất nhiều thì rõ ràng quản trị công ty của PLX sẽ không được đánh giá cao. Nhưng trong cái ngành này thì cần nhất là một cái văn hóa doanh nghiệp ổn định, một cái sự ổn định để vận hành doanh nghiệp thì PLX lại tỏ ra là rất phù hợp, và lãnh đạo nhà nước lại tỏ ra rất phù hợp với PLX. Bởi lẽ nếu có ba lãnh đạo bên ngoài, có khi họ lại đầu tư ngoài ngành, có khi họ lại vùng chỗ này vùng chỗ kia, sáng tạo quá lắm lúc cũng không tốt, được chưa? Đó, cái này thì AZFIN đánh giá ở mức khá. Và tiếp theo là định giá ở mức hấp dẫn, có biên an toàn thì rõ ràng thưa một anh chị, nếu định giá PLX thì rõ ràng tất nhiên cũng có nhiều quan điểm khác nhau, nhưng với cái việc định giá AZFIN cho rằng nó phải là trên 50 thì cái việc tích sản từ 22 đến ra 45, 47 là một điều rất hấp dẫn, đúng không? Thì từ đó thì sẽ có thể kiên trì trải qua mọi sóng gió, mọi khó khăn. Đây anh chị có thể nhìn thấy, vừa vào tích sản một thời gian sau đã còn một nửa rồi. Rồi nó lại tăng gần gần lên gấp đôi rồi, đi ngang trong vòng gần cả năm trời.
gần trả năm trời. Rồi ví dụ nó lên đi ngang trong vùng 44, 40, rồi nó lại sập về 30, và cuối cùng 1 năm sau nó mới lên lại 51,3. Nếu là một nhà đầu tư thông thường thì ắt hẳn có vài lần cắt lỗ, và tất nhiên không có cái thành quả chốt lời với cái lợi suất cao khủng như vậy. Các anh chị lưu ý nhé. Tiếp theo, vậy thì tích sản cổ phiếu hiệu quả do đâu? Thứ nhất là cái tư duy đầu tư phù hợp. Phù hợp đây đây là gì? Chứng khoán cũng giống như bất động sản, giống như vàng, giống như gửi tiết kiệm, là một kênh phân bổ tài sản mà thôi. Nó không phải là một nơi kiếm ăn hàng ngày cho các bà nội trợ hay cho những người gọi là ảo tưởng. Và bởi vậy cho nên là chỉ phân bổ một phần vào chứng khoán, đâu đó 10 đến 30% tài sản. Và định hướng nó cũng cầm lâu dài như bất động sản, như vàng, như gửi tiết kiệm, chứ không phải lướt sóng hàng ngày. Ngoài ra thì chúng ta chỉ nên tập trung vào công việc mình giỏi nhất mà thôi. Và khi chúng ta có tiền thì chúng ta nên đầu tư để tạo dòng thu nhập thụ động. Và đầu tư tốt nhất đó là đứng trên vai người khổng lồ. Tức là chúng ta hãy bỏ tiền vào những cái doanh nghiệp làm ăn thật tốt, thật hiệu quả, để họ làm ăn, họ trả cổ tức cho mình. Và lưu ý, chúng ta cũng không nên bỏ trứng vào một giỏ, mà hãy để ra nhiều công ty tốt như thế, để nếu có cái bất trắc, khó khăn, biến cố nào xảy ra với một công ty thì danh mục còn lại của chúng ta vẫn mang lại cái hiệu quả rất cao. Các anh chị lưu ý là như vậy. Nguyên tắc thứ hai để tích sản hiệu quả đó là tránh xa đòn bẩy tài chính, vì nó rất rủi ro và áp lực cho nhà đầu tư. Ví dụ như là rủi ro ở đây, thưa anh chị, người ta nói margin, người ta thường chỉ nói lợi ích, tức là đầu tư cổ phiếu tăng gấp đôi, margin 1:1, thế là lợi nhuận gần gấp 3. Nhưng người ta lại bỏ đi rủi ro. Và rủi ro thì rất lớn. Lớn ở đây là gì? Ví dụ chúng ta lỗ không phải gấp đôi đâu, mà lỗ gấp nhiều lần. Tôi lấy ví dụ như này, nếu chúng ta đầu tư vào một cổ phiếu nó lỗ mất 10%, thế thì chúng ta chỉ lỗ 10% nếu không dùng margin. Nhưng chúng ta dùng margin 1 năm sau thì không phải dùng margin 1:1 nhé. Ví dụ như là 100 triệu, nếu lỗ 10% thì mất 10 triệu thôi. Nhưng dùng margin thành 200 triệu, nếu lỗ 10% tức là mất 20 triệu trên vốn đầu tư 100 triệu ban đầu là 20%. Nhưng không chỉ có vậy đâu. Bởi vì bạn vay margin 100 triệu đâu phải lãi suất bằng không, mà lãi suất nó trung bình khoảng 14%. Không thấp đâu. Người ta cứ công bố từ 10 đến 14, 15. Nhưng cứ một thời gian người ta bắt bạn đảo nợ một lần, hoặc bạn phải đóng lãi để phạt cái phần đó họ đảo nợ cho. Thế thành ra lãi thực nó khoảng độ 15%. Thì 15% vay 100 triệu lỗ tiếp 15 triệu. Như vậy chứng khoán chỉ cần giảm 10% là bạn lỗ mất 35%. Tức là cái lỗ nó gấp 3,5 lần chứ không phải lỗ gấp đôi. Được chưa? Chúng ta lưu ý nhỉ, như thế. Rồi khi chúng ta dùng margin thì rất nhiều áp lực. Khi giá cổ phiếu giảm thì chúng ta bị công ty chứng khoán côn margin bán để thu hồi nợ. Được chưa? Rồi khi chúng ta dùng thì chúng ta lại có áp lực phải giao dịch, phải làm ngắn hạn, làm nhanh, bởi vì sợ cầm dài có lãi cao, đúng không? Từ đó thì 100 người dùng margin thì 99 người ra đi không có đường trở về. Và Tích Sản quán triệt cái điều này, không dùng margin. Và thứ ba, đó là cái phương pháp đầu tư Tích Sản này hiệu quả đã được chứng minh rất lâu dài dựa trên cơ sở đầu tư giá trị. Và hiệu quả như thế nào thì AZFIN cũng đã chia sẻ từ năm 2016 đến nay rồi, chứ không phải là ngày 1, ngày 2. Và các anh chị nhá, và AZFIN còn tích sản thực chiến trên đấy hàng tháng, tích sản bao nhiêu như nào đầu tháng ngay lập tức gửi lên. Và thứ tư là cái chiến lược mua cổ phiếu loại bỏ cái chủ quan duy ý chí của chúng ta. Thưa với các anh chị, ai cũng vậy thôi, đều đa phần là đánh giá quá cao bản thân của mình. AZFIN cũng vậy thôi. Chính vì thế cho nên chúng ta mới gọi là thất bại lúc mà chúng ta thành công nhất, lúc đó chủ quan nhất, nghĩ mình giỏi nhất. Và đa phần ai cũng nghĩ à, cổ phiếu này đáy đáy rồi đấy, mua nhiều nhiều tí. Được chưa? Thế thì nó lại sập thêm, thế là lại cắt lỗ. Hay cổ phiếu này vượt đỉnh ngon quá, còn phải tăng nữa, nhảy vào đu, thế là đu đúng đỉnh lại cắt lỗ. Đó, hay là việc phân bổ này kia thì theo cảm tính là chính. Các anh chị nhá. Đó, một là đoán đáy non quá sẽ gãy tiếp, hai là đu đỉnh sẽ giả đỉnh. Bởi vậy cho nên AZFIN đưa ra đó là mua hàng tháng với điều kiện giá thấp hơn so với giá trị một khoản, biên an toàn,
Thì từ đó cứ khi nào cổ phiếu dưới vùng đó là chúng ta mua được giá trị thấp. Đó, bỏ đồng tiền ra có được cái giá trị cao hơn. Và cứ thế chúng ta đầu tư. Ngay cả trừ với trường hợp PLX. Vì sao? Tích sản 44 về 22 vẫn mua. Bởi vì 44 đã là tương đối hấp dẫn. Nhưng khó khăn xảy ra, giá hoàn toàn có thể bay tiếp 50% nữa là chuyện bình thường. Nếu chúng ta đoán đáy, 44 rẻ rồi, về 35 quá rẻ, về 33 siêu rẻ, về 30 quá rẻ, all in full margin. Thế thì về 22 chúng ta cháy sạch tài khoản, đúng không? Nhưng nhờ việc mua bền bỉ hàng tháng, cứ dưới giá trị thì mua, không nói nhiều. Và khi đạt được mục tiêu là bảo vệ thành quả, cũng không nói nhiều. Thì chúng ta bớt đi cái sân si ở trong đó, mà chúng ta chỉ nhìn vào cái giá trị công ty. Tôi lấy ví dụ, giá trị công ty ở đây là 50. Thì tức là đây chúng ta mua một cái doanh nghiệp 50 với giá 44, 30, 22, 25, 27, vân vân. Đó. Cùng thì cổ phiếu đó, nếu về giá 22 mình bỏ ra 1 triệu, mình mua được, bỏ ra 44 triệu mình mua 2.000 cơ mà. Trước đây 44 triệu mua 1.000, bây giờ với 22 4 triệu mua 2.000 cơ mà. Vân vân. Có phải hay hơn không? Đó. Các anh chị lưu ý. Rồi tiếp theo, cái danh mục cổ phiếu trong cộng đồng tích sản cổ phiếu đầu tư giá trị là được lựa chọn vượt trội với hơn 40 mã cổ phiếu lựa chọn khá kỹ, loại bỏ 100% các doanh nghiệp bán rẻ. Tuy nhiên không thể là 100 doanh nghiệp trong này đều là phát triển tương lai rực rỡ hết cả. Bởi vì có những doanh nghiệp gặp biến cố thì họ lại có thể khó khăn. Nhưng xác suất điều đó trong 40 mã này là rất thấp. Bởi cái tiêu chí lựa chọn MMA của AZFIN Việt Nam lọc rất kỹ, các anh chị lưu ý nha. Cũng có những cái cổ phiếu nó rất là khó khăn nhưng mà tỷ lệ quá thấp so với bên ngoài. Còn cổ phiếu rác thì hoàn toàn là loại bỏ, không có trong 4 năm qua. Và trong tương lai thì AZFIN cố gắng làm sao là không để một cổ phiếu rác nào lọt vào trong cái danh mục tích sản được. Và tiếp theo đó là định giá một cách rõ ràng, có vùng giá để các anh chị tích sản. Ví dụ như dưới 44, dưới 45 đối với PLX chẳng hạn, 46, 47 chẳng hạn, thì cứ dưới 45, 46, 47 là có thể mua tích sản hàng tháng. Rồi tiếp theo giá ngừng tích sản chính là 47 đô lên đấy, thì thôi ngừng tích sản, ngừng tích sản bởi biên an toàn không cao nữa. Rồi đến giá 513 là giá chốt lời để bảo vệ thanh khoản, còn tăng tiếp thì không tiếp, được chưa? Đó. Và cuối cùng để có hiệu quả thì đó chính là phải từ bản thân quý anh chị, kỷ luật để thành công. Và những cái tiêu chí mà AZFIN lựa chọn trong cái chiến lược đầu tư rất khoa học này, AZFIN sáng tạo ra nó là dựa trên nguyên lý đầu tiên là đứng trên vai người khổng lồ đấy. Nhiều anh chị có tiền dư thì vác đi giải mỗi nơi một tí, đi kinh doanh cái này, kinh doanh cái kia, mở cà phê, mở cửa hàng ăn nhanh, mở đủ thứ. Nhưng mà năng lực các anh chị có khi lại không ở chỗ đó cơ. Tất nhiên một số vẫn có, nhưng đa phần là chỉ là năng lực ở một cái công việc chính thôi. Thì khi các anh chị kiếm được tiền rồi, nếu đầu tư thì tốt nhất là hãy bỏ tiền vào những cái doanh nghiệp đầu ngành, có lợi thế cạnh tranh mạnh, có quản trị xuất sắc, định giá cổ phiếu rẻ. Thì chúng ta đầu tư vào đấy thì họ trả cổ tức cho chúng ta rất cao, họ trả thành quả cho chúng ta rất lớn trong tương lai. Anh chị nhé, tôi lấy ví dụ có những cái giai đoạn như cổ phiếu Techcombank chẳng hạn, với PB bằng có hơn 0.6 lần, trong khi đó là một doanh nghiệp số 1 trong các ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân, ROE một năm 20%, PE bằng 4 lần. Tức là bạn mua với giá đó thì chưa đến 4 năm sau bởi nó còn tăng trưởng, mà chỉ 3,5 năm sau, riêng cái phần lợi nhuận của 3,5 năm sau là vượt qua giá bạn mua rồi. Và bạn lưu ý rằng là bạn bỏ ra 0,6 đồng để mua 1 đồng. Nhưng mà 1 đồng đó là đồng của doanh nghiệp rất khủng khiếp. Chưa kể đến các giá trị khác nó đang sở hữu, mà chỉ là vốn chủ sở hữu thôi. Để ví dụ thế. Đó, thì do đó là chúng ta hãy phân bổ cho họ. Và lưu ý các anh chị bỏ ra mở quán cà phê chẳng hạn 2 tỷ. Một năm các anh chị có lãi được 400 triệu không? Sau khi trừ hết chi phí khấu hao thiết bị, máy móc, rồi là cửa hàng các anh chị phải đầu tư vào đấy. Trả hết chi phí lương nhân viên, trả hết thuế, trả hết chi phí cho chính các anh chị làm ngày đêm, các anh chị có lãi được 400 triệu làm không? Gần như không thể. Nhưng với ngân hàng này nó 100 ngàn tỷ, lãi 20 ngàn tỷ. Đó, nó làm rất tốt. Và nó còn tăng trưởng âm âm hàng năm cơ. Đó, thì ví dụ như thế. Đấy là phục ví dụ nhá. Thế do đó là chúng ta cần phải biết đứng trên vai người khổng lồ thì tất nhiên chúng ta sẽ thành công. Rồi tiếp theo với việc tích sản lâu dài ấy, thì cái lãi suất kép là cái phát huy tác dụng tốt nhất. Tỷ phú Warren Buffett là một người lợi suất không phải cao nhất nhưng bền bỉ nhất. Từ đó ông ấy là người hưởng lợi nhờ cái lãi suất kép lớn nhất trong giới đầu tư trên thế giới và thành công nhất. Rồi tiếp theo đầu tư giá trị, đó là mua khi
dưới giá trị một khoảng biên an toàn. Đúng không ạ? Và lựa chọn cổ phiếu để tích sản như sau, MMA đấy, theo quản trị công ty tốt, định giá rẻ, lợi thế cạnh tranh mạnh. Với câu chuyện FPT chúng tôi đã mua từ 2012, đây là chia sẻ nhiều lần lắm rồi, cũng chán lắm rồi, nhưng nhiều anh chị vẫn muốn chia sẻ, đúng không ạ? Đó, và cụ Warren Buffett đã từng nói, giá là thứ bạn trả, còn giá trị là bạn nhận được. Bởi vậy cho nên phải mua chiết khấu chứ, chứ không phải là vượt đỉnh nhảy vào đu mua, đúng không ạ? Có thể may mắn trong một vài trường hợp chúng ta lãi, nhưng về lâu về dài cứ vượt đỉnh mua là chúng ta mua đắt rồi. Về lâu về dài như thế nhá. Và không phải tất cả cổ phiếu nào cũng vượt đỉnh mua là đắt. Ý ở đây là chúng ta cần phải mua giá siêu hợp thôi. Còn tất nhiên một số cổ phiếu vượt đỉnh vẫn có thể vượt đỉnh tiếp theo. Ví dụ FPT ở trên chẳng hạn. Được chưa anh chị? Rồi tiếp theo, muốn hiệu quả thì không phải ngày 1, ngày 2. Thưa mấy anh chị là như thế. Đó. Tòa lâu đài thì không thể xây trong ngày 1, ngày 2 được, mà phải cần có thời gian. Đầu tư cũng vậy, muốn xây được nguồn thu nhập thụ động cao bền vững, hướng đến đạt các mục tiêu tài chính thì cần phải đầu tư một cách từ từ, bền vững rồi nó sẽ đến. Cũng giống như cụ Warren Buffett đã từng nói, bạn không thể sinh con trong một tháng bằng cách khiến 9 người phụ nữ mang thai được, mà là cái gì nó cũng cần có thời gian. Tiếp theo, nếu hoạt động kinh doanh tốt thì cổ phiếu cuối cùng thì giá nó sẽ theo thôi. Thế do đó nếu doanh nghiệp tốt mà giá rẻ thì cứ an tâm và tích sản. Còn nếu bạn sợ rủi ro thì AZFIN đã có chiến lược cho bạn rồi. Đó là hãy chia cổ phiếu danh mục làm 5 cổ chẳng hạn. Thế thì có một cổ nào có làm sao thì 4 cổ còn lại vượt thoải mái. Được chưa? Đó. Đó. Thì trên đây chính là những cái nội dung AZFIN muốn gửi đến các anh chị nhân dịp chốt lời tích sản cổ phiếu thứ 20 trong cộng đồng tích sản cổ phiếu đầu tư giá trị trong năm 2024. Xin hẹn các anh chị ở nội dung tiếp theo.